bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Trump đi vào nơi cực kỳ bất lợi với bà Harris. Lý do người Mỹ bầu Tổng thống Mỹ thông qua đại cử tri. Kết quả thăm dò dư luận chính xác đến mức nào? Bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Trump đi vào nơi cực kỳ bất lợi với bà Harris. Vài ngày trước giờ bầu cử Tổng thống chính thức, ứng cử viên Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã lên kế hoạch thăm Dearborn, bang Michigan, thành phố có đông người Ả Rập nhất cả nước. Đây là nơi có cộng đồng người Ả Rập từng trung thành với Đảng Dân Chủ, nhưng giờ đây đang vô cùng thất vọng với chính quyền của bà Harris và ông Biden. Tới thăm Dearborn không khác nào ông Trump đang đánh vào tử huyệt của bà Harris tại bang Michigan, một bang chiến trường vô cùng quan trọng. Tại Dearborn, Metro Detroit là nơi cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập tập trung đông nhất, phần lớn trong số họ sống tại Dearborn. Thành phố nơi Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng với tỷ lệ 3-1 trong cuộc bầu cử năm 2020 đang bị xáo trộn bởi tình hình Trung Đông, khi rất nhiều người bất bình với cách chính quyền đương nhiệm xử lý cuộc khủng hoảng Israel-Hamas. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris đang thông qua những người đại diện để xoa dịu căng thẳng trong cộng đồng, thì sự xuất hiện của ông Trump sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một ứng cử viên Tổng thống đến khu vực này. Đầu năm nay, bà Harris đã gặp thị trưởng Abdullah Hammoud, một người thuộc Đảng Dân Chủ, nhưng cuộc trao đổi của họ diễn ra bên ngoài Dearborn. Israel đã triển khai chiến dịch đáp trả dữ dội vào giải Gaza sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023 và gần đây đưa quân vào Liban tăng cường không kích các quốc gia láng giềng. Cơ quan y tế giải Gaza cho hay hơn 43.000 người đã thiệt mạng tại giải Gaza, không phân biệt chiến binh và thường dân. Đội ngũ hỗ trợ tranh cử của ông Trump từ chối nói về chuyến thăm này. Trong cuộc vận động tranh cử tại Michigan tuần trước, ông Trump đã đưa một số người Hồi giáo địa phương lên sân khấu cùng ông. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa cũng đã nhận được sự ủng hộ từ hai thị trưởng thuộc Đảng Dân Chủ ở các thành phố có đa số dân là người Hồi giáo. Dù nhiều nhà lãnh đạo thuộc Đảng Dân Chủ trong cộng đồng Hồi giáo ở Mỹ không ủng hộ bà Harris, nhưng họ vẫn đánh giá tiêu cực về ông Trump và cho rằng những ủng hộ mà ông nhận được không phản ánh quan điểm của đa số cộng đồng. Họ vẫn nhớ lời kêu gọi của ông Trump là phải đóng cửa hoàn toàn của nước Mỹ đối với người Hồi giáo và hạn chế đi lại với du khách từ các quốc gia có đa số người Hồi giáo. Một số người cũng từng tỏ ra khó chịu với việc ông Trump gợi ý sẽ trao cho Israel nhiều quyền hơn để tấn công các đối thủ của mình trong khu vực. Dù vậy, Đảng Dân Chủ đang lo ngại những cử tri trung thành truyền thống có thể chuyển sang ủng hộ ông Trump hoặc là không đi bỏ phiếu. Điều này có thể là vấn đề quan trọng tại Michigan, một bang dao động mà cả hai đảng đều coi là không chắc chắn. Lý do người Mỹ bầu Tổng thống thông qua đại cử tri. Khoảng 244 triệu cử tri Mỹ ngày 5 tháng 11 tới đây sẽ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống, lựa chọn giữa hai ứng cử viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ hay Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, không phải ứng cử viên nào giành được hơn 122 triệu phiếu phổ thông sẽ đắc cử Tổng thống. Trên thực tế, người Mỹ không bầu trực tiếp mà ủy quyền cho 538 đại cử tri, hợp thành đại cử tri đoàn. Khi nhóm họp để bỏ phiếu vào ngày 17 tháng 12, các đại cử tri không được tùy ý quyết định mà phải bầu cho ứng viên thắng phiếu phổ thông tại bang của mình. Cơ chế này được quy định trong Hiến pháp Mỹ và áp dụng từ năm 1787. Ứng viên đắc cử cần nhận được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Lý do Mỹ định đoạt kết quả bầu cử Tổng thống bằng hệ thống đại cử tri mà không dựa trên phiếu phổ thông bắt nguồn từ yếu tố lịch sử. Khi nước Mỹ mới giành độc lập, việc các ứng cử viên tổ chức chiến dịch vận động tranh cử cũng như tổ chức bỏ phiếu đồng loạt ở quy mô quốc gia gần như là điều không thể, do khả năng truyền đạt thông tin thời đó còn thô sơ, cũng như sự ngờ vực giữa các bang, đảng phái và cả mối lo ngại về phổ thông đổi phiếu. Những người soạn thảo Hiến pháp năm 1787 của nước Mỹ bác bỏ cả hai cách thức bầu cử Tổng thống là thông qua Quốc hội do nguyên tắc phân lập quyền lực lẫn qua cách bầu cử trực tiếp của cử tri, do lo ngại người dân sẽ chỉ bầu cho ứng cử viên địa phương và các bang lớn sẽ nắm vai trò thống trị. Các bang miền Nam nước Mỹ khi đó rất ủng hộ hệ thống bầu cử Tổng thống thông qua đại cử tri, do họ bị thất thế nếu tính theo phiếu phổ thông. Theo quy định thời kỳ đó, những nô lệ tại khu vực này không có quyền bỏ phiếu, nhưng được tính bằng 3/5 số người khi thống kê quy mô dân số của mỗi bang để phân bổ số phiếu đại cử tri. Các nhà lập pháp Mỹ cuối cùng đã nhất trí áp dụng hình thức bầu Tổng thống bằng đại cử tri đoàn. Số lượng đại cử tri của mỗi bang được phân bổ dựa trên quy mô dân số của bang đó. Ngày nay, số lượng đại cử tri Mỹ tương ứng với số đại diện trong 435 ghế Hạ viện và 100 ghế Thượng viện. Ba đại cử tri còn lại đến từ thủ đô Washington. Theo cách phân bổ này, California là bang đông dân nhất nên cũng có số lượng phiếu đại cử tri nhiều nhất. Sáu bang ít dân cư nhất và thủ đô Washington có 3 phiếu đại cử tri ở mức tối thiểu.
Hệ thống này đồng nghĩa một ứng cử viên muốn thắng cử và nhận được sự ủng hộ của các lá phiếu trên phạm vi cả nước, chứ không chỉ tập trung ở những bang đông dân. Do đó, hình thức bỏ phiếu đại cử tri được coi là cách phản ánh lá phiếu phổ thông, nhưng vẫn đảm bảo các bang nhỏ không chịu thiệt thòi trong việc bầu chọn lãnh đạo mới của đất nước. Do biến động dân số, số lượng đại cử tri phân bổ cho từng bang có thay đổi qua từng mùa bầu cử. So với năm 2020, năm nay có 13 bang tăng hoặc giảm phiếu đại cử tri. Cụ thể, Texas thêm 2 phiếu từ 38 đến 40, trong khi Colorado, Florida, Montana, Bắc Carolina, Oregon đều tăng 1. California năm 2020 có 55 phiếu đại cử tri, nhưng năm nay chỉ còn 54. Các bang khác như Illinois, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania và Tây Virginia đều giảm một phiếu đại cử tri. Trước ngày bầu cử, ủy ban các đảng mỗi bang sẽ đề cử đại cử tri tiềm năng đại diện cho đảng của mình theo đúng số lượng được phân bổ. Họ thường là người cống hiến tận tụy cho đảng, thậm chí là những người có quan hệ cá nhân hoặc chính trị với ứng cử viên tổng thống. Mỗi ứng viên tổng thống sẽ có một danh sách đại cử tri tiềm năng tại mỗi bang. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, ứng viên thắng phiếu phổ thông ở bang nào thì đại cử tri tiềm năng ủng hộ ứng cử viên đó sẽ trở thành đại diện chính thức của bang. Về cơ bản, các đảng chọn những người trung thành với đảng làm đại cử tri để đảm bảo họ sẽ bầu đúng theo kết quả bỏ phiếu phổ thông. Về lý thuyết, đại cử tri một số bang có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào họ thích, bất kể kết quả phiếu phổ thông của bang đó thế nào. Nếu đi ngược lại nguyện vọng của cử tri phổ thông, đại cử tri đó được gọi là bất tuân. 33 bang và thủ đô Washington có quy định riêng để tránh tình trạng này, bao gồm cả truy tố. Mỹ chưa ghi nhận trường hợp cử tri bất tuân khiến kết quả bầu cử bị thay đổi. Cuộc bầu cử năm 2016 có 7 đại cử tri đã bất tuân, cao kỷ lục, và là năm đầu tiên có nhiều hơn một trường hợp bất tuân kể từ năm 1948. Kết quả ngày bầu cử cho thấy ông Trump nhận được 306 phiếu, còn bà Clinton nhận được 232 phiếu. Khi đại cử tri đoàn họp sau đó, 5 cử tri đảng Dân Chủ và 2 cử tri đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho ứng cử viên khác. Sau cùng, ông Trump vẫn thắng với tỷ số 304 trên 227 phiếu. Hầu hết các bang ngoại trừ Maine và Nebraska áp dụng một cách thức người thắng lấy hết khi tính phiếu đại cử tri, tức là ứng cử viên nào đạt quá bán số phiếu phổ thông sẽ nhận được tất cả phiếu đại cử tri của bang đó. Ví dụ, ứng cử viên chỉ cần thắng ở Texas với 50,1% số phiếu là nhận toàn bộ 40 phiếu đại cử tri của bang. Do đó, các chiến dịch thường tập trung vận động tranh cử tại những bang mà chỉ cần một thay đổi nhỏ có thể chiến thắng và lấy hết. Những bang này được gọi là bang chiến trường, bang chiến địa hay là bang dao động. Năm nay, các chuyên gia cho biết có 7 bang chiến trường bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Bắc Carolina, Nevada và Pennsylvania cùng với Wisconsin. Với hệ thống như vậy, ứng viên chỉ có thể đảm bảo chiến thắng khi giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri, không nhất thiết phải giành được đa số phiếu phổ thông trên toàn quốc. Đó là điều mà cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2000 và 2016 đã xảy ra. Mặt trái của hệ thống đại cử tri là tại nhiều bang, kết quả nghiêng về ứng cử viên nào gần như đã được an bài, vì những bang này có truyền thống nghiêng về một đảng, Dân Chủ hoặc Cộng Hòa. Điều này có thể khiến đại cử tri ở bang đó không mặn mà đi bỏ phiếu và không thu hút được các ứng cử viên tới vận động tranh cử tại những bang mà họ chắc chắn đã bỏ túi số phiếu đại cử tri. Đã có những ý kiến cho rằng nước Mỹ nên chuyển mình sang hình thức tính phiếu phổ thông để ghi nhận nguyện vọng của từng người dân. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp, điều chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của các bang ở miền Nam nước Mỹ. Kết quả thăm dò dư luận trước bầu cử Mỹ chính xác ra sao? Các đơn vị thăm dò dư luận trước thềm bầu cử Mỹ phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng cũng đã có sự điều chỉnh trước cuộc bầu cử năm nay. Khi nhắc đến thăm dò dư luận trước bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, nhiều người sẽ coi đây là một sai lầm lớn. Đa số cuộc khảo sát khi đó cho rằng bà Hillary Clinton sẽ thắng cử. Kết quả người chiến thắng lại là ông Donald Trump. Trên thực tế, các tổ chức khảo sát đã đánh giá thấp sự ủng hộ dành cho ông Trump tại các bang chiến địa. Tuy nhiên, báo New York Times chỉ ra, số liệu thăm dò ở quy mô toàn quốc khá tương đồng với số phiếu phổ thông, chỉ số mà bà Hillary Clinton đã xếp trên. Với một cuộc bầu cử sát sao như năm 2024, thăm dò dư luận càng thêm khó khăn. Một số kết quả thăm dò chỉ ra rằng bà Harris dẫn trước, số khác chỉ ra rằng người dẫn trước lại là ông Trump. Trong mỗi cuộc bầu cử, kết quả thăm dò đều có mức độ chênh lệch nhất định với kết quả cuối cùng. Và đây là điều không thể tránh khỏi, vì các đơn vị thăm dò chỉ có thể ước đoán những ai sẽ thực sự đi bầu. Bên cạnh đó, nhiều người chỉ đưa ra quyết định khi tới hòm phiếu. Một số sự kiện đột xuất cũng có thể xuất hiện vào những phút cuối cùng. Từ bài học của năm 2016, giới phân tích chính trị đã chỉ ra điểm yếu của cuộc thăm dò dư luận là không thể xác định đầy đủ các điểm mù trong quan điểm của cử tri. Rất nhiều người cảm thấy xấu hổ và không dám thừa nhận mình sẽ bầu cho ông Trump.
ứng viên gây tranh cãi hàng đầu cho lịch sử nước Mỹ hiện đại. Do đó, dữ liệu thu thập được không chính xác. Trên thực tế, kết quả phân tích của New York Times cũng cho thấy mức độ sai lệch cao hơn trong các mùa bầu cử có sự hiện diện của ông Trump. Bên cạnh đó, việc chọn mẫu đôi khi cũng không hoàn toàn hoàn hảo. Trong cuộc bầu cử năm 2016, nhóm cử tri có trình độ giáo dục thấp đã không được tính đến đầy đủ, một phần do tỷ lệ phản hồi của nhóm này thấp hơn những người có trình độ giáo dục cao. Độ chính xác của kết quả thăm dò dư luận cũng có sự chênh lệch giữa các bang. Theo một chuyên gia phân tích hàng đầu của trang web 538 đã tính toán mức độ sai lệch về kết quả thăm dò dư luận trong vòng 21 ngày trước bầu cử tại các bang, tính từ năm 1998 đến nay. Kết luận rút ra là kết quả tại một số bang thường chính xác hơn hẳn các bang khác. Với mức độ sai lệch trung bình 3,3 điểm phần trăm, kết quả thăm dò toàn quốc thường chính xác nhất. Đây là điều không mấy bất ngờ do dân số cả nước lớn hơn nên đơn vị khảo sát dễ xác định mẫu hơn. Bên cạnh đó, các cuộc đua vào thượng viện và thống đốc vốn chỉ giới hạn ở quy mô tại một bang thường dễ sai lệch hơn bầu tổng thống. Xét đến các bang riêng lẻ, Colorado, Virginia, Oregon thường có kết quả thăm dò chính xác nhất. Tuy nhiên, đối với giới quan sát chính trị, dữ liệu này không có nhiều tác dụng khi cả ba bang đều được dự đoán sẽ bầu cho bà Harris. Họ sẽ chú ý nhiều hơn là kết quả tại bốn bang chiến địa thuộc vành đai mặt trời ở phía Tây và Nam nước Mỹ, gồm Nevada, Bắc Carolina, Arizona và Georgia. Bốn bang này đều nằm trong số những nơi ghi nhận tỷ lệ sai lệch thấp nhất, dao động từ 3,8 đến 4,1%. Nếu chỉ tính từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ sai lệch tại Nevada thậm chí chỉ là 3,3 điểm phần trăm, thấp hơn mức ghi nhận trên cả nước cùng kỳ là 3,9 điểm phần trăm. Đây là điều tương đối bất ngờ vì Nevada bị coi là bang khó khăn trong việc thăm dò dư luận, do người dân ở đây có xu hướng đổi chỗ ở thường xuyên và làm trái giờ nhiều hơn các bang khác. Ngược lại, số liệu thăm dò dư luận ở các bang chiến địa miền Bắc ít tin cậy hơn, dù vẫn chính xác hơn mức trung bình. Tính từ năm 1998, mức sai lệch tại Pennsylvania và Wisconsin là 4,6 điểm phần trăm, trong khi tại Michigan là 4,9 điểm phần trăm. Đặc biệt, Wisconsin có tiếng là bang rất dễ ghi nhận kết quả sai lầm. Năm 2020, ABC News, Washington Post từng đánh giá ông Trump dẫn trước 17 điểm phần trăm tại bang này. Kết quả chung cuộc, ông Biden đánh bại ông Trump với 0,83 điểm phần trăm tỷ lệ. Tuy nhiên, Wisconsin chưa phải là bang thăm dò khó nhất. Ba bang xếp đầu bảng về chỉ số này là Oklahoma, Wyoming và Hawaii. Tính từ năm 1998, mức độ sai lệch trung bình tại Hawaii lên tới 10,4 điểm phần trăm. Nguyên nhân có thể tính từ mức độ quan tâm tới chính trị thấp của người dân cũng như sự đa dạng về sắc tộc, khiến việc chọn mẫu khó khăn hơn. Bầu cử Tổng thống Mỹ gay cấn đến những ngày chót. Từng địa hạt, từng lá phiếu cử tri đặc biệt tại các bang chiến trường đều là mục tiêu mà ông Trump và bà Harris muốn giành lấy trên con đường chinh phục Nhà Trắng. Xít sao, khó đoán là những gì mà truyền thông Mỹ đã sử dụng trong nhiều tuần qua để mô tả về cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Đến những ngày cuối cùng trước khi bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 11, giới quan sát vẫn không quá tự tin về việc ứng cử viên nào thực sự chiếm ưu thế. Trọng tâm của chặng nước rút hướng về màn thể hiện của hai ứng cử viên tại các bang chiến địa. Thăm dò đài CNN công bố ngày 30 tháng 10 chỉ ra khảo sát khoảng 700 đến 800 người tại mỗi bang ở Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Phó Tổng thống Harris của Đảng Dân Chủ dẫn trước ông Trump của Đảng Cộng Hòa ở hai bang 48% so với 43% tại Michigan và 51% so với 45% tại Wisconsin. Hai ứng viên đều có tỷ lệ ủng hộ 48% tại Pennsylvania. Ông Trump đã chiến thắng tại 3 tiểu bang trên vào năm 2016. Sau đó 4 năm, cả 3 đều đổi màu khi nghiêng về ông Biden. Kênh Fox News dẫn lời của ông Nate Silver, nhà sáng lập chuyên trang phân tích hàng đầu, 538 nói rằng trực giác mách bảo ông là ông Trump sẽ là người chiến thắng. 538 cũng dựa vào các dữ liệu kinh tế, nhân khẩu học và các cuộc thăm dò để chạy mô phỏng về kỳ bầu cử tổng thống năm nay. Theo đó, ông Trump có 52 lần chiến thắng trong số 100 lần mô phỏng, còn lại thuộc về bà Harris. Trong khi đó, giáo sư Alan Lichtman tại Đại học Mỹ, người tuyên bố đã đoán đúng kết quả của 9 trên 10 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần nhất, giữ nguyên lập trường là bà Harris sẽ chiến thắng. Ông Lichtman nhấn mạnh bản thân không thay đổi dự đoán chỉ để phù hợp với kết quả thăm dò. Một thống kê khác đến từ The Hill, Decision Desk HQ, tính đến ngày 30 tháng 10 chỉ ra rằng ông Trump có 53% cơ hội giành chiến thắng, trong khi theo tổng hợp các thăm dò toàn quốc, bà Harris nhận được 48,3% ủng hộ so với ông Trump là 47,7%. Các nhà phân tích cho rằng những cuộc thăm dò hiện có quy mô nhỏ và sai số lớn, do đó khó đưa ra những đánh giá rằng ứng cử viên nào sẽ nổi trội hơn trong kỳ bầu cử năm nay. Trước ngày bầu cử chính thức,
đã có hơn 57 triệu phiếu bầu sớm theo dữ liệu được đưa ra.